Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem đổ bê tông nhé, đổ bê tông hố ga. Trộn bê tông. Đấy, ôi máy nó quay thích nhờ. Ôi máy nó quay thích thế. Ở đây xem này, nó quay kìa, xịch. Cái này phải đếm luôn. Chọn cái nghề vất vả thế này bao giờ. Đéo cần máy rồi vậy. Nhiều cái chơi này nó cũng đéo chơi nhỉ. Ai ở nhà trông con nhà mày mới biết là khổ. Mày đừng động vào nó. Mày động vào nó thế này. Nó đang nín rồi. Tập biên đấy đấy. Không phải vừa đâu. Biên rổ chứ. Ăn vạ. Chờ người ta đổ xong cái này rồi vào.
chờ tí nhá. Lắm rồi, không dậy được nữa rồi. Đây sẽ đổ xuống cái hố ga này. Đấy. Em không chưa, em vẫn vào. Đẳng cấp ăn vạ phải có một thế giới bạn ạ. Không làm nào được. Chết rồi. Nhiều người là bị trầm cảm với tội này đấy. Mày là chiều nó bây giờ mày thấy cái nỗi khổ của mày chưa? Mày thấy nỗi khổ cho tao bảo mày không nghe. Tao bảo mày từ trước đến giờ mày không nghe. Mày cứ làm theo ý của nó, bây giờ nó không đúng ý của nó là nó vậy đây. Tao không chịu. Tao tống mẹ ra đường. Tao chịu, tao không chịu nổi rồi. Ôi 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 ôi, đổ bê tông ra ngoài đường. Đi ra chơi đi, máy xúc này là con kìa, máy xúc nhiều kìa, con ra con chơi đi. Nàng đạp các xây nhà ấy đi. Thế Minh ơi, đạp các xây nhà đằng sau này. Chiều nó bây giờ không vạ được. Các bạn vừa cùng mình xem công nhân người ta trộn bê tông rồi đổ hố ga nhé các bạn nhé. Các bạn thấy video của mình hay, các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ạ. Xin chào.